Người thì hôm nay mình sẽ ăn hai trái chanh như thế này, không biết có sao, có rụng răng không ta. Bây giờ thì mình sẽ xẻ chanh thì mình ăn. Giờ người ta nói bị Covid là mất vị giác, nhưng không biết ăn chanh có bị sao. Ok. Wow. Trái chanh này rất là bự. Chanh này không chua trên giấy, nhưng mà coi mình có lấy lại vị giác hay . Chua chua chua, lấy lại vị giác. Chanh này rất là nhiều hạt. Chua. Tính ăn hết ba trái mà ăn một trái thì ăn không nổi nữa các bạn. Xét nữa. Lấy lại vị giác bằng cách ăn chanh là bổ sung vitamin C các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nửa trái, là mình ăn một trái rưỡi để cho lấy lại vị giác, vì mất vị giác rồi. Thank you.
Không ăn được nữa mà chua quá. À, hết một trái rưỡi chanh nhớ bạn, lấy lại vị giác, cái nào bị mất vị giác.